Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Milan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 57.4 cũng như là trên hệ thống Galaxy 19 với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần trên làn sóng này. Ước mong quý vị hãy đón xem nha. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của hai ca sĩ lận, một người chị rất là thân quen mà cũng là một người có thể nói một người bạn cùng đồng nghiệp với Mỹ Lan trên đài SET, đó là nữ ca sĩ Mai Vy. Chào chị Mai Vy, và nam ca sĩ Đăng Vũ, một người em thân thương mà chắc quý vị cũng không quên là trong cái chương trình mà kỷ niệm anh Nhật Trường 12 năm vừa qua thì nam ca sĩ Đăng Vũ cũng đã góp mặt lần đầu tiên trong chương trình của Mỹ Lan. Chào Đăng Vũ cũng như là chào chị Mai Vy. Mai Vy thân mến, chào Mỹ Lan, và Mai Vy xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin chào chị Mỹ Lan, chào chị Mai Lan, Mai Lê Vy, và Đăng Vũ cũng xin trân trọng kính chào quý khán giả. Như vậy hồi hộp thì sao đây? Như vậy là hôm nay hồi hộp quá. Hôm nay chị em mình đã từng gặp nhau rồi. Chị Mai Vy có nhớ là cái kỳ vừa rồi? Thì ngày hôm nay thưa quý vị cũng rất là vui, lại một lần nữa chị em nghệ sĩ của chúng tôi lại có dịp gặp gỡ nhau trong một cái chương trình hàng năm mà có thể nói rằng là luôn luôn hỗ trợ để cho cái chương trình gọi là cái chương trình cuộc diễn hành văn hóa quốc tế mỗi năm được tổ chức tại thành phố New York, là một cái nơi mà có thể nói rằng là đưa lên cái biểu tượng người Việt Nam quốc gia của chúng ta, nói lên cái sức mạnh cộng đồng của chúng ta, mà hàng năm ban tổ chức đã cố gắng giữ được cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế này. Và trước khi chúng ta bước vào trong chương trình thì được biết là chị Mai Vy, nữ ca sĩ Mai Vy, là trong những cái năm trước Mỹ Lan thì chưa có một cái dịp nào để mà được cộng tác trong cái chương trình này, nhưng mà chị Mai Vy cũng như là rất là đông anh chị em nghệ sĩ đã từng góp mặt trong những buổi chương trình cho cái ngày diễn hành văn hóa, thì chị có thể nói sơ qua đến cho khán thính giả cũng như đồng hương chúng ta biết diễn hành văn hóa là ngày gì và cái tầm quan trọng như thế nào để chúng ta có thể giữ vững được cái ngày này mỗi năm thưa chị. Vâng, cảm ơn Mỹ Lan. Thưa với Mỹ Lan cũng như Đăng Vũ và quý khán giả đang coi đài, thực sự ra Mai Vy là tham dự là được 2 năm. Cái năm đầu tiên Mai Vy tham dự xong thì thấy ban tổ chức ở trên New York rất là cần sự giúp đỡ của tất cả các quý vị đồng hương ở khắp nơi tại Hoa Kỳ, là bởi vì ban tổ chức ở trên đó rất là ít người, cộng đồng ở trên đó không có đông lắm và họ ở rải rác. Thành ra họ mới nhờ đến đài SBTN và SET yểm trợ để có thể làm một buổi gây quỹ, một dạ tiệc để mà có thể có tiền làm xe hoa, cũng như là có tiền mua cờ để mà có thể diễn hành được trên đại lộ New York trong cái ngày gọi là diễn hành văn hóa quốc tế mà chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho tất cả các sắc dân sống tại nước Mỹ này, có được một cái ngày để mà biểu dương cái lá cờ của mình cũng như là trình diễn cái văn hóa của mình cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới được biết. Bởi vì thành phố New York là một thành phố quốc tế, ở đó du khách khắp mọi nơi trên thế giới tụ về đó để viếng thăm. Thì trong cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế đó, khi mà phái đoàn của chúng ta đi trên đại lộ đó, chính đó, thì là hai bên đường dân chúng của mà du khách khắp nơi họ đứng họ coi, họ reo hò và họ quay video rất là nhiều, họ vỗ tay nữa. Thì đó là một cái biểu tượng của
bất cứ một sắc dân nào sống tại nước Mỹ cũng muốn có cơ hội đó. Và đặc biệt tại sao cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế nó của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại nó quan trọng là bởi vì hiện tại chúng ta thành công về mọi mặt, thế hệ con em của chúng ta rất là được hầu như tất cả nước thành Mỹ công này không chị? Ngưỡng rất ngưỡng là mộ thành công. Thế giới ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ, sự giỏi giang, phải không? Và các bậc cha mẹ phụ huynh cũng được mọi người kính phục là bởi vì cái sự hy sinh để cho thế hệ của con em nó được tiến lên. Đó là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng. Thế thì bây giờ thử tưởng tượng nếu mà chúng ta không có tiền làm xe hoa, không có tiền mua cờ thì đâu được đi diễn hành, đúng không? Đúng rồi. Thế thì sứ quán của cộng sản sẽ vào và sẽ trưng lá cờ của họ. Thì như vậy cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta nghĩ như thế nào? Bởi vậy Mai Vi cũng chỉ là một trong các số các anh chị em nghệ sĩ hết lòng giúp đỡ cho ban tổ chức ở tại New York. Và đặc biệt kỳ này có sự tham dự của Mỹ Lan này, có Đăng Vũ nữa thì rất là đông. Dạ, rất là đông anh chị em nghệ sĩ trong cái ngày gọi là dạ tiệc gây quỹ được tổ chức tại nhà hàng Monsery vào chủ nhật 15 tháng 10 lúc 5 giờ chiều. Dạ vâng, cho thưa quý vị, đó là lý do mà ngày có thể nói đây là năm đầu tiên mà Mỹ Lan được hân hạnh để mà tham dự trong cái chương trình gây quỹ cho buổi diễn hành văn hóa quốc tế này. Như là chị Mai Vi vừa trình bày, thưa quý vị, đã nói là văn hóa quốc tế thì tất cả những sắc dân có thể nói rằng là sống tại đất nước Hoa Kỳ này đều có thể biểu dương được cái sức mạnh của cộng đồng mình, đưa cái thứ nhất là đưa cuộc mình, nếu người Việt Nam mình tham gia thì mình đã đưa lên được cái lá cờ chính nghĩa quốc gia của chúng ta. Và như chị Mai Vi nói, nếu mà cộng đồng chúng ta mà không giữ được cái ngày này thì cộng sản sẽ nhảy vào, là tại vì họ luôn rình rập và họ rất là mong muốn được đem cái lá cờ của họ có thể như là chính bay phơi phới trên chính thức ở trên cái thành phố New York. Mà như vậy là trong khi cái cuộc diễn hành văn hóa mà người Việt Nam quốc gia của chúng ta tham dự đã được nhiều năm rồi, phải không thưa chị? Trên 17 năm. Trên 17 năm rồi. Năm sau là 18. Nhưng mà tại vì bây giờ nếu mà chúng ta không gìn giữ được ngày này thì sẽ mất đi rất là uổng thưa quý vị. Và cái đó là một cái sự có thể nói rằng là một cái sự sỉ nhục, một cái sự mà đau buồn cho tất cả những người đồng hương của chúng ta đã bỏ xứ ra đi, đã đổ xương, đổ máu, và đặc biệt là những người anh hùng, những chiến sĩ đã bỏ mình vì hai chữ tự do. Rồi bây giờ chúng ta đã có được những sự tự do ấm êm ngày hôm nay là do những phần xương máu của các anh đã đổ xuống. Rồi chưa kể là từng gia đình, có những gia đình đi vượt biên vượt biển vì hai chữ tự do, và ngày hôm nay không có một lý do gì để cho cái lá cờ cộng sản lại tiếp tục tung bay phất phới trong cái thành phố New York trong một cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế như thế này. Chỉ vì chúng ta thiếu tài chính, thiếu tài chính thôi. Mà quý vị ơi, giống như là gọi là một cây làm chẳng lên non, phải không? Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Dạ, vâng. Quý vị mỗi người một chút một chút. Vâng. Thực sự ra anh chị em cũng chỉ có là nghệ sĩ, cũng là đem tiếng hát lời ca đến rất là đông chị Mai Vi, và chân thành gửi đến quý vị. Đã, thành ra mong là quý vị hãy đến ủng hộ, để trước là thưởng thức những giọng ca mà quý vị yêu mến, hai nữa là để cho ban khuyến khích ban tổ chức tại thành phố New York có được cái khích lệ là ô được đồng hương ủng hộ, và rồi thêm một chút xíu phần tài chính để họ có thể mua cờ, có thể là làm xe hoa tùy theo chủ đề năm vừa rồi, đó là Trần Quốc Toản, rồi họ lại có được tiền để mua quần áo cho các em sinh viên học sinh mặc để dâng cao cái lá đại cờ trên đại lộ. Dạ, thì vâng. Bây giờ lần đầu tiên mà Đăng Vũ được tham dự thì xin mời cảm tưởng của Đăng Vũ. Thưa chị Mỹ Lan và chị Mai Vi, Đăng Vũ thì hân hạnh lần đầu tiên được tham dự cái chương trình này. Thực ra thì Đăng Vũ là con của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, như Đăng Vũ đã từng nói. Cho nên Đăng Vũ chỉ biết được rằng đem tiếng hát của mình ủng hộ, cũng như là kêu gọi quý vị thương mến và ủng hộ cho chương trình được thật nhiều tài chính để mà chúng ta có thể làm được một cái chương trình thật là tốt đẹp cho cộng đồng hải ngoại.
Vâng, thưa quý vị, thành ra là thân mời quý vị hãy đến, chúng ta tỏ một chút lòng, chúng ta cùng đoàn kết với nhau, mỗi người một ít để mà có thể cho cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế có thể được thực hiện hàng năm, và lần này sẽ được thực hiện tại thành phố New York thêm một lần nữa, và tiệc gây quỹ và vào ngày Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2017 vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Montreal. Thưa quý vị, rất là đông anh chị em nghệ sĩ. Mỹ Lan nhận thấy rằng là MC Nam Lộc nè, rồi chị Diệu Quyên sẽ điều khiển chương trình. Ngoài ra còn góp mặt rất là đông anh chị em nghệ sĩ như là chị Phương Hồng Quế, chị Trang Thanh Lan, Như Mai, rồi Thái Hà, Lê Toàn, chị Mai Vi, Hoàng Sĩ Phú, Đăng Vũ, Phương Mỹ Hạnh, Hải Âu, Dạ Lan, rồi đông lắm, Yến Linh, Trúc Mai, Đào Anh Tuấn, Chim Khuyến, và đặc biệt cũng có thêm là nhóm câu lạc bộ tình nghệ sĩ và Linda nữa, vân vân. Mời quý vị hãy đến, mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc, vé có đặt tại nhà sách Tú Quỳnh cũng như là nữ ca sĩ Mai Vi. Và sau một vài thông tin thương mại thì vẫn mong quý vị tiếp tục giữ màn hình để trở lại cuộc tâm tình trò chuyện với Mỹ Lan, chị Mai Vi và Đăng Vũ nha quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình cái đài SET 57.4 và Galaxy 19 với chương trình Mỹ Lan Show, với sự hiện diện của nam ca sĩ Đăng Vũ và nữ ca sĩ Mai Vi. Chúng tôi đang nói về buổi gây quỹ, buổi tiệc gây quỹ cho diễn hành văn hóa quốc tế sẽ được tổ chức tại New York. Lần này là lần thứ chắc 17-18 rồi chị ha? Vâng. Rất là nhiều năm rồi, và sẽ được thực hiện vào ngày Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Montreal lúc 5 giờ chiều nha quý vị. Mà Mỹ Lan nhận thấy rằng là giá vé có bao gồm luôn ẩm thực, chỉ có 40 Mỹ Kim, VIP là 70 Mỹ Kim. Và hiện nay vé đang có tại nhà sách Tú Quỳnh, là một nơi rất là thân quen trên đường Bonsa trong cái khu mini mall nha quý vị. Quý vị hãy đến đó để đặt bàn, hãy tỏ lòng thương mến và cùng với anh chị em nghệ sĩ. Lần này chúng ta có buổi tiệc gây quỹ nha quý vị, đến đó để mà lấy bàn. Còn nếu mà hội đoàn, đoàn thể nào mà muốn ủng hộ nguyên bàn, rất là mong quý vị cùng hợp tác để chúng ta giữ mãi cái truyền thống văn hóa người Việt quốc gia của chúng ta, thì liên lạc với nữ ca sĩ Mai Vi để chúng ta có những cái bàn chung với nhau. Rồi bây giờ trở lại với Đăng Vũ đi. Lúc nãy chị nghe Đăng Vũ nói rằng là ba của Đăng Vũ cũng là một người lính. Thì như em biết rằng là cái buổi diễn hành văn hóa này có thể nói rằng là giữ được cái ngọn cờ mà cha ông của chúng ta, trong đó cái gia đình em, chúng ta đã bỏ xương máu, bỏ biết bao nhiêu là công sức để giữ vững cái lá cờ này. Và ngày hôm nay với tất cả chúng ta cùng đồng lòng, em là một cái người thế hệ sau. Và em nghĩ gì khi mà không biết em có nghĩ gì khi mà nhìn thấy cái lá quốc kỳ của chúng ta được tung bay phất phới, và với một cái chương trình mà văn hóa quốc tế như thế này ngay tại thành phố New York để cho mọi người khắp nơi trên thế giới có thể chiêm ngưỡng như vậy, thì em là một cái người trẻ, em nghĩ gì về cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế này? Thực ra thì em cũng thấy lấy làm hãnh diện, và cũng rất là nhiều người Việt hải ngoại, những lớp trẻ như chúng em mà con của những người lính cũng như những người Việt bỏ xứ ra đi, thì họ rất lấy làm hãnh diện khi mà thấy cờ chúng ta tung bay. Khi mà em là một người trẻ, em chưa từng đi lính, nhưng mà qua hình ảnh của cha mình, rồi qua những hình ảnh mà chính bản thân em mặc những bộ quân phục đó, thì em nghĩ gì về cái người lính Việt Nam Cộng Hòa? Thì thưa chị, cũng như tâm sự rất là nhiều lần, nói chuyện với chị Mai Vi vừa nãy đây cũng nói rằng là mình là con của người lính, thì được cha kể lại thôi. Cũng như là mình xem những thước phim của rồi đọc những cái lịch sử cũng như là những câu chuyện, rồi mình cảm thấy thương cho những người lính, mình thương cho họ. Đặc biệt là mình cũng nghe những cái nhạc sĩ người lính như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng là những người lính, rồi viết lại những cái bài hát, rồi từ đó nó cảm nhận vào trong mê luôn, mê nhạc lính luôn. Rồi ra hải ngoại thì trình bày những cái tác phẩm đó được nhiều quý khán thính giả ở đây đón nhận. Như vậy là trong cái chương trình gây quỹ cho buổi diễn hành văn hóa quốc tế lần này được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 sắp tới đây tại nhà hàng Montreal, thì chắc chắn rằng là Đăng Vũ sẽ chọn những cái loại nhạc gì, hay là vẫn là vẫn những bản nhạc mà vinh danh người lính? Có thể là những nhạc lính, rồi nhạc về quê hương. Yeah, những cái bài hát đó chị. Dạ, quan trọng là nhà tổ chức yêu cầu bài gì thì mình hát. Đúng như vậy. Trở lại chị Mai Vi nè, chị Mai Vi. Mai Vi nè,
thì có thể nói rằng là Mỹ Lan thấy rằng là nữ ca sĩ Mai Vy là một cái người rất là thân quen, và trong những cái chương trình gì, thưa quý vị, không phải là ngoài cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế này, mà hầu như những cái chương trình gì mà có thể giúp đỡ cho cộng đồng, những chương trình thiện nguyện, thì hầu như được cái sự Mai Vy đều rất là nhiệt tình để mà đóng góp giọng hát của mình. Cũng không phải là giọng hát không nữa, nhiều khi Mỹ Lan chỉ đóng góp giọng hát thôi, nhưng mà Mai Vy phải bỏ công sức ra để mà giúp cho ban tổ chức. Thì lần này cũng được biết rằng là Mai Vy cũng đã bỏ công sức rất là nhiều trong chương trình này. Thì như vậy thì Mai Vy có biết cho biết rằng là khi mà mình tổ chức một cái chương trình thế này thì cái tâm tình, những cái ý kiến hay là những cái sự mà đóng góp của các chị em nghệ sĩ như thế nào lần này? Vâng, thưa vị Mỹ Lan và Đăng Vũ và quý khán giả, thì thực sự ra bởi vì ban tổ chức của diễn hành văn hóa quốc tế ở quá xa, ở tận New York, thành ra mà khi họ cần kêu gọi để mà có sự đóng góp về tài chính thì ban tổ chức đã chọn Nam California, và đặc biệt là được sự yểm trợ của đài SPTN cũng như SCT để có thể quảng bá những cái thông tin này đến với quý vị. Mong quý vị sẽ góp một bàn tay để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ được cái ngày truyền thống văn hóa quốc tế tại New York của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, chứ không phải của riêng ban tổ chức tại thành phố New York. Bên đó ban tổ chức phải lo, phải nói là rất là chu đáo. Chị năm ngoái chị có đi mà phải không? Có đi qua bên New York phải không? Dạ, năm nay thì tháng 6, thường tháng 6 tổ chức diễn hành, nhưng mà để có được cái ngày đó thì mình tháng 10 mình phải làm gây quỹ. Rồi. Có tiền họ mới chuẩn bị làm xe hoa được, và họ còn mua những cái bộ quần áo đồng phục cho các em sinh viên học sinh để mà mặc cho nó giống nhau và nó truyền thống Việt Nam. Nhiều tiền phải không, để chị? Mà gọi là nâng cao cái lá đại kỳ ở trên đại lộ của New York. Thì ban tổ chức cũng sẽ phải trở về đây vào khoảng cuối tháng 8 để mà lên đài thư chuyện với quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì quý vị cũng biết rằng là ở đây ở Nam Cali mình thì hàng năm thì ở ngoài đại lộ Bonsa, mà bây giờ đã là đại lộ Trần Hưng Đạo của chúng ta, đều có những cái buổi diễn hành để mà chúng ta đón mừng năm mới. Thì thưa quý vị, đó là một cái truyền thống văn hóa để đón mừng năm mới của Việt Nam mình rồi. Nhưng mà đây là một cái buổi diễn hành, thì nói như vậy để chúng ta có thể hiểu được rằng là một cái buổi diễn hành như thế này phải tốn, cũng phải cần rất là có nhiều tiền. Mà bây giờ thực sự ra chúng ta cần phải hợp tác lại, cần đoàn kết lại để mà cùng có thể chia sẻ cái sự mà gánh nặng cho ban tổ chức. Và đó là lý do mà hàng năm tại miền Nam California của chúng ta, các anh chị em nghệ sĩ đã cùng hợp lại với nhau. Cũng rất là cảm ơn các anh chị mà Mỹ Lan vừa mới trình bày, cũng như là quý vị đang thấy hiện trên màn hình cái poster có đầy đủ tất cả những ca sĩ cũng như là các MC, đặc biệt cũng có các anh chị của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Tất cả chúng ta đều đứng ra để mà tổ chức cái buổi gây quỹ này. Thật ra ước mong quý vị hãy thương mến, chúng ta cùng góp một bàn tay. Chúng ta hãy thay vì buổi tối mình mời gia đình đi ăn tối rồi có ẩm thực, chúng ta thưởng thức một chương trình văn nghệ và chúng ta cảm thấy một cái tình nó rất là ấm lòng. Và chúng ta nghĩ rằng là tất cả chúng ta tiền mà gây quỹ được trong đêm đó để chúng ta có thể tổ chức được một cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế lớn hay nhỏ, long trọng hay là hoành tráng như thế nào đó, cũng là nhờ vào những cái tấm lòng của tất cả mọi người chúng ta. Ước mong quý vị một lần nữa hãy liên lạc với ban tổ chức, hoặc là quý vị nào mà không đi được cũng có thể gửi chi phiếu về cho ban tổ chức, đó là anh Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại là 347-481-8283, 347-481-8283 đang hiện trên màn hình nha quý vị. Và quý vị đến tham dự buổi dạ tiệc này, xin hãy đến với nhà sách Tú Quỳnh, sẽ có đặt bàn, giá vé chỉ có 40 Mỹ Kim, VIP là 70 Mỹ Kim nha quý vị. Một lần nữa mời quý vị đến nhà sách Tú Quỳnh. Và quý vị các hội đoàn, đoàn thể muốn đặt nguyên bàn, hãy liên lạc với nữ ca sĩ Mai Vy. Với số phone là gì chị Mai Vy? Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị đặt nguyên bàn, có thể liên lạc với Mai Vy ở 562-857-4525, 562-857-4525. Tuy nhiên quý vị cũng có thể đến Tú Quỳnh để mua nguyên bàn được. Cái này là first come first serve. Nếu quý vị mua trước thì được chỗ ngồi tốt thôi quý vị nhé. Một lần nữa Mai Vy xin lập lại, chương trình dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Montsouri vào ngày Chủ nhật 15 tháng 10 lúc 5 giờ chiều, và với sự cộng tác của các MC Nam Lộc, Diệu Quyên và các nghệ sĩ như là Thường Quế, Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Như Mai, Đăng Vũ, Huỳnh Sĩ Phú, Mai Vy, Lê Toàn, Thái Hà, Đào Anh Tuấn, Yến Linh, Phương Mỹ Hạnh, Hải Âu, Dạ Lan,
ở Linda, Kim Khuyến và Trúc Mai cùng với Đào Anh Tuấn, cộng với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thưa quý vị, giá vé chỉ có 40 đồng. Quý vị mua tại Tú Quỳnh và VIP là 70 đồng. Vâng, thưa quý vị, và mỗi chi tiết quý vị muốn tìm hiểu về như Mỹ Lan trình bày qua đã 17 năm qua, và chúng ta mỗi năm vào tháng 6 tới, năm tới vào ngày tháng 6 sẽ có buổi diễn hành văn hóa quốc tế tại New York, thì quý vị hãy có thể vào trong cái trang web là diễnhanhvanhoaquocte.org, diễnhanhvanhoaquocte.org để tìm hiểu về những hình ảnh, những tài liệu về những chương trình trước đây mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã thực hiện. Thưa quý vị, xin cảm ơn nữ ca sĩ Mai Vi, cảm ơn Đăng Vũ đã cùng đến đây chia sẻ về cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế gây quỹ này, và hẹn gặp lại các chị và chị cũng như là Đăng Vũ trong cái ngày 15 tháng 10 sắp tới. Xin chúng ta gửi lời chào. Vâng, Mai Vi xin cảm ơn Mỹ Lan rất là nhiều đã cho Mai Vi cơ hội hôm nay để lên trình bày, và Mai Vi xin chân thành cảm ơn quý vị. Đăng Vũ xin cảm ơn chị Mỹ Lan, cảm ơn chị Mai Vi cũng như anh chị em trong đài, đặc biệt cảm ơn quý khán thính giả luôn luôn ủng hộ cho đài cũng như ủng hộ cho chương trình này. Đăng Vũ xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý vị và đã theo dõi chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới nha. Xin thân ái kính chào quý vị.